Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình trước. Dạ, em chào chị Cát Tường và em chào anh Quyền Linh và chào bạn chơi. Và chào tất cả khán giả. Em tên là Bảo Trân. Hiện năm nay 28 tuổi, quê ở Bình Định. Và hiện đang công tác tại công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đó. Ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Xin chào quý vị các khán giả. Xin chào bạn gái bên kia. Em tên là Cường. Hôm nay em 30 tuổi, em làm nhân viên văn phòng cho công ty bột mì CJSC toàn cầu. Em làm nhân viên kiểm soát hệ thống chất lượng. Kiểm soát hệ thống chất lượng. Dạ. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi bạn? Em mối tình chính thức của em thì em trải qua 2 mối tình. Sau khi ra trường thì em có quen, khi đi làm thì em có quen bạn gái công ty. Quen 1 năm thì cũng muốn tiến tới hôn nhân, nhưng mà tại vì gia đình kia thì xem thì thấy không hợp hết đó. Xung khắc á. Thì coi bói hả? Dạ. Rồi. Ủa quê anh ở đâu anh? Dạ quê em Lâm Đồng chị, tại em đang làm việc ở Vũng Tàu vậy. Vũng Tàu. Rồi vậy là mai mốt mỗi tuần về thăm bạn gái đúng không? Dạ. À. Tuần nào cũng về như này chị. Rồi bạn là mình giới thiệu về bản thân mình chút xíu đi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em thì điểm mạnh là có thể nấu ăn được, nhưng mà điểm yếu của em cũng là chính là em lười dọn dẹp nhà cửa lắm. Rồi bình thường em hiện giờ em ở với ai? Dạ em sống một mình vậy. Rồi ai dọn nhà? Dạ em dọn. Bao lâu mới dọn một lần? Dạ nói chung á thì nói thì em lười, nhưng mà khi em đi làm mệt về á, nhiều khi em lười em bỏ hết á, rồi em nghỉ ngơi xong rồi hồi khỏe lại rồi thì bắt đầu em dọn. Vậy, em cũng đâu có sao, chỉ đi làm về mệt thì mình phải nghỉ ngơi trước, sức khỏe là quan trọng nhất. Nào mình rảnh rỗi thì mình dọn. Tưởng đâu không dọn luôn kìa mới ghê chứ. Cái bản tính của em là khá là cá tính, là rất là độc lập trong tất cả mọi việc. Nói chung là rất là cá tính nên là mấy bạn nam thì cũng hơi sợ. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì là 2 mối tình ạ. Ừ, mà mối tình cuối cùng là mình chia tay bao lâu rồi bạn? Dạ 3 năm rồi chị. 3 năm nay là không ai đeo đuổi hết? Dạ cũng có nhiều lắm chị. Em có rất là nhiều bạn nam. Nhóm em 10 người, có mình em nữ, còn lại là 9 anh. Vậy mà không quen anh nào không trọng hết trơn? Dạ không. Ai cũng coi em là em gái. Bạn trai, nếu mai mốt mình có bạn gái, mình có người yêu mà xung quanh cô ta toàn là bạn trai không thì anh cảm thấy như thế nào? Chứng minh mình có đủ bản lĩnh để giữ bạn gái của mình thôi. Còn vấn đề kia nhiều bạn thì càng tốt càng vui chị. Anh có ghen không? Cũng con trai ai cũng phải ghen, nếu yêu thì cũng ai cũng ghen, nghĩ vậy. Giờ anh muốn đi tìm người yêu thế nào? Muốn tìm bạn nữ mỗi năm trở lên là được. Về tính cách thì thật hiền lành, thật thà. Nếu người mà gốc miền Bắc thì tốt, tại vì em cũng người gốc miền Bắc. Bạn gái mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em muốn bạn trai của em là chung thủy là hàng đầu. Về ngoại hình mình có đặt ra cái chuẩn người bạn trai mình là người như thế nào không? Dạ không ạ, dễ nhìn là được rồi chị. Với lại em thích đàn ông có bụng một tí xíu. Gì kỳ vậy? Chi vậy? Em thích là bạn trai có bụng bự. Coi có bụng không nha. Bạn trai không biết có bụng không, chứ còn anh Linh là có bụng rồi đó. Dạ. Chị có tưởng. Trời ơi bụng bự dữ. Nhậu dữ lắm sao bụng bự dữ vậy? Không biết nhậu, không biết hút thuốc luôn chị. Không biết hút thuốc luôn. Nhậu thì xã giao thì mình chỉ uống xíu xíu thôi. Mình có chi ly tính toán không? Không, em rất thoải mái trong chuyện chi tiêu. Mà mốt lấy vợ về tiền bạc ai giữ? Vợ giữ. Mình có cái tật xấu gì không bạn? Thẳng tính quá, nhiều khi mất nòng người khác. Mà nãy nghe kể về mấy mối tình sao nghe giọng trầm mà buồn quá vậy? Còn nhớ mối tình cũ hay sao vậy? Dạ không chị, chắc hơi căng thẳng nghe nói vậy chị ạ. Coi như là chấm dứt, bây giờ bao lâu tiến tới hôn nhân được nè? Càng sớm càng tốt, vì mình hiểu nhau thì mình sẽ tới hôn nhân là chị. Tại cuối năm nay thì càng tốt, khoảng qua năm cũng được. Cuối năm nay được luôn á hả? Ủa mình chuẩn bị mọi thứ đi đám cưới chưa? Dạ chuẩn bị đủ hết rồi chị, thì thiếu cô dâu thôi. Ghê vậy á, có làm dâu không? Dạ, tại vì em nhà em có một mình, một chị một em nữa. Hiện tại có hai người đó đều lập gia đình hết rồi, nên về chắc phải làm dâu. Em có ngại làm dâu gì không? Dạ không chị. Nấu ăn rồi được mà đúng không? Dạ. Tốt mà, mình ở một mình tự lo hết đúng không? Coi đến qua anh coi bên kia thế nào nha. Dạ, anh coi chung em. Chào em. Không thích tật xấu gì của ông xã mình? Dạ em không thích một người chi ly ạ. Chi ly tôi tính toán cho gia đình mà. Đàn ông là phải sống thoáng một chút xíu. Thoáng quá tao lấy tiền nhà mà cho người khác hết làm sao? Đâu có anh. Chồng muốn làm cái gì thì bắt buộc cũng phải hỏi em, ý em. Em cũng vậy chứ không có được tự quyết một mình. Cũng thoáng ha. Có nhiều người vợ bắt chồng phải chi ly, phải tính toán để tích lũy. Em nghĩ là một người đàn ông á là không nên quá chi ly, phải có giao tiếp ở bên ngoài xã hội. Nên là nếu mà chi ly quá thì nhìn kỳ lắm. Đúng rồi. Còn yêu cầu gì nữa không? Bạn trai em có bụng bự.
Bụng bự làm cái gì? Làm gì? Ôm sướng lắm. Ôm sướng đúng không? Vậy có mấy cô nói không thích đàn ông bụng bự. Bụng bự có giá cũng bụng bự với bụng đúng không? Hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ mình không em? Dạ có chị và em đồng nghiệp của em ạ. Xin chào anh chị ạ. Chào các bạn khán giả. Nãy giờ theo dõi thì em cũng thấy là anh bên này cũng hiền, dễ thương nữa. Và cũng có vẻ chín chắn. Thấy cái bụng ảnh đủ bự chưa? Bên đây thích bụng bự. Em nghĩ là nếu mà về mà quen á chắc chị Trân cũng phải tầm bổ thêm chút xíu nữa mới đủ chuẩn. Theo quan điểm của em thì thấy cũng khá ổn á. Có thể có cho nhau thời gian để tìm hiểu. Đối với em, một người phụ nữ như chị Trân thì ok, rất tốt. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, bạn trai mình có đi với ai không bạn? Dạ, em có đi cùng với bạn em và em gái ruột của em. Dạ, em chào anh Quyến Linh và chị Cát Tường. Em nhận xét về chị này như thế nào? Rất dễ thương ạ. Dạ, cảm ơn. Nói chuyện rất thoải mái, hòa đồng ạ. Anh bệnh, anh có cái tật xấu nào anh giấu không? Rất tốt ạ. Nói chung là sống nhiệt tình, yêu thương chị em trong gia đình. Anh ruột em hả? Dạ, em ruột. Rồi bây giờ ở nhà là đã hối thúc ảnh lấy lập gia đình cho em, lấy vợ cho em. Ba mẹ em cũng nói nhiều nhưng mà cũng tùy thuộc vào anh nữa. Ba mẹ em rất dễ ạ, hiền anh ạ. Vậy là thấy chỉ là làm dâu là được đúng không? Dạ được ạ. Vậy là được rồi ha. Rồi cảm ơn em. Rồi hai bên là được rồi đó. Bây giờ ăn thua hai bạn gặp nhau thôi. Cho kéo màn lên anh Linh ơi. Rồi cho hai người gặp nhau. Hai bạn quyết định nha. Rồi. Rồi gặp đi em. Cái chương trình cũng quà thôi. Gặp mặt đầu tiên thì em cũng có món quà từ cơ quan gửi anh. Rồi cảm ơn em. Em thấy anh thì sao? Thời gian mình tìm hiểu mà mình cảm thấy hợp thì tiến tới thôi, chứ còn em cũng không có đưa ra là mỗi người lý tưởng như thế nào. Em có quan điểm thế nào về tình yêu và hôn nhân? Đối với em á, khi yêu thì phải yêu hết lòng và phải chung thủy, có gì cũng phải trao đổi với nhau. Như em tính em thì đó là cá tính, em giận là em nói liền chứ đừng có để trong lòng. Yên tâm, anh cũng thẳng tính, anh cũng giống em mà, nói hết cái gì những gì muốn nói xong rồi thôi, không giận gì hết. Anh có hay đi du lịch không anh? Nói chung là có dịp là mình sẽ đi. Dạ, tại vì em rất là thích đi du lịch, em cũng thích đi phượt nữa. Chung là mình hay xe xe nên ra mình hay đi, cũng thích đi phượt hơn. Rồi bây giờ mình hẹn hò sao nè, mỗi dạ. Người ở vùng cũng hơi xa nhau nè. Anh cuối tuần thì cũng hay về thành phố Hồ Chí Minh chơi lắm, cuối tuần thì có thể gặp nhau. Rồi bây giờ kế hoạch đám cưới thì sao, con cái thì sao? Đám cưới thì với trao đổi rồi thì nếu chủ yếu là mình hiểu nhau thôi, khi mình hiểu mình đồng ý thì thời gian thì nó không quan trọng lắm. Còn thì con thì anh thì tôn trọng bạn nữ thôi, nhiều cũng được hết. Em cũng tính là lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh có nghĩ là đòi hỏi là về quê sống không? Không, anh thì anh cũng tính lập nghiệp ở mấy thành phố lớn này thôi. Chủ yếu là người bạn đời mình chọn đâu thì mình có thể cũng chọn ở đó luôn. Rồi, cảm nhận về nhau ở lần đầu tiên gặp nhau, một cái gì đó tỏ tình để mà chúng ta quyết định bấm nút. Anh thì em cũng dễ thương, thật thà và thẳng thắn. Chắc mình cho tao thêm nhiều cơ hội để tìm hiểu thêm. Anh có thể hát tặng em một xíu không? Rồi, được luôn. Lần đầu ta gặp nhỏ trong phim trường lời đây, ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bao nhỏ chưa yêu, ừ thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi. Bạn gái cảm nhận như thế nào? Em thấy anh thì cũng dễ thương, cũng thẳng thắn và thật cũng nhiệt tình. Thì nếu được thì mình cứ tìm hiểu. Rồi. Ta sẽ có 3 tiếng đến để quyết định. Mời bạn để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định nhé. 1 2 3. Rồi, chúc mừng các bạn nha. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc hai bạn xem phim thật vui và tìm hiểu kỹ nhau hơn. Nào, chúng ta nắm tay để kỷ niệm ngày gặp mặt đầu tiên nào. Rồi, tắm tay thật chặt nha. Đây là quà tặng dành cho hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới,
trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ, cảm ơn chương trình. Quà của bạn gái tặng bạn. Đây, quà của hai bạn.